Gần đây khắp tổi ta bà, nạn tai, máu lửa, kỳ ba dập dồn, nó dập dồn luôn. Đầy đường thay chẳng người chôn, xương chất thành núi còn máu tồn thành sông. Mà thầy nói có câu thầy nói á, để đến lúc sơn băng kiệt thị khùng, ba thảm thương bá tánh quá chừng, dòm xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não kể sao cho xiếc. Vậy thì bây giờ nhìn thấy cuộc đời này, Đức Thầy nói nhìn cuộc đời này Đức Thầy còn phải ngán á quý cô bác, còn bắt cuồng tâm não. Thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu đời dùng đạo phổ thông, ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thảnh thơi. Nhìn dạng vật cuộc đời ngao ngán bởi hoàn cầu thù oán nó cứ gây. Bây giờ đàn anh thu xếp không có được mà ngài nó gây thêm không quý cô bác anh chị em. Dạ, giờ đây để không mất thời giờ quý báu của cô bác anh chị em đồng đạo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đệ thiện sẽ đến đây gặp gỡ cô bác 40 phút để trao đổi qua giáo lý tình thương của Đức Thầy. Xin trân trọng kính mời. Thì cô bác anh chị em đồng đạo của mình cũng hoan hỷ ha, dùng bánh nước để rồi chúng ta bớt nói chuyện chút để nghe lời của đệ thiện trao đổi nhắc nhớ qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy, cũng như phiến tấn chúng ta trên bước đường tu tiến. Thì kính thưa quý vị, thì tôi ở nhà cũng như thường thường là có coi mà trên YouTube là nhất là đệ thiện nói dễ mắc cười, tôi cũng thích, tôi ấn tượng lắm. Với hơn nữa là Tư Phương, nãy giới thiệu Tư Phương có 40 phút, tại vì văn chương của Tư Phương bây giờ nó nhiều quá rồi, nội mà lời nói đầu không cũng 5-7 phút rồi đó quý vị. Do vậy mà 40 phút thôi, để hẹn khi khác, hồi nãy cũng lỡ đà chút hết quý vị. Giờ đây thấy đệ thiện kính lễ Đức Thầy cũng như ngài Thanh Sĩ và Quan Thượng Đẳng đã xong, quý vị ủng hộ cho đệ thiện một tràng vỗ tay và xin chân thành cảm ơn và kính mời đệ thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa tất cả các anh chị đại diện trong gia tộc, kính thưa anh Mừ đại diện cho tỉnh thất niệm Phật công tác từ thiện xã hội, kính thưa cô Hằng đại diện cho trong gia đình chủ sự của ngài chánh dụ kỷ niệm cho ngoại tổ, kính thưa các bậc lão thành quý cô bác và toàn thể anh chị em. Trong thời gian cũng đã hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, cô bác anh chị em mình theo dõi qua sự trình bày của hai vị giảng viên cũng là đàn anh của tôi không à, mà nhất là trưởng nam còn nhì là ông trai Út, hồi nào tới giờ đi lên núi cũng vậy, và tất cả các cái đám đó tôi đó thường đó là bọc sao chót không hà quý cô bác, bởi vì cây ngã quỵ do đốn sông búa chót, còn thành xây xong do viên gạch sau cùng, sợ làm chi với một trận tranh hùng mà kẻ thắng là thắng trong trận chót. Cho nên cái giờ chót này đâu cô bác chúng ta thấy đó, cái tinh thần thì nó mệt mỏi, uể oải. Cái thứ hai nữa đó là sắp sửa đến cái giờ để cô bác chúng ta vào chương trình cúng cơm nữa. Cho nên mong quý cô bác anh chị em mình cũng hoan hỷ, tức là lâu lâu mình có một dịp để mình gặp gỡ, trao đổi lời châu trí ngọc của Đức Thầy. Để cô bác chúng ta đừng làm cho anh em giảng viên phân tâm, thì mong quý vị mình cũng trả lại sự im lặng, để rồi theo dõi ít nhiều trong cái chương trình trao đổi, để nó có bổ ích trong chương trình ngày dỗ chánh kỷ niệm, để cô bác chúng ta còn hồi hướng cho vong linh của người quá cố nữa. Thì thưa quý vị, lẽ ra cái chương trình đó, gặp gỡ vừa rồi đó là của anh Tư Phương, nhưng mà theo lời của anh Sáu anh cho biết đó là thời gian nó ngắn ngủi quá, cho nên đó là anh không có đủ cái thời gian để trình bày diễn tả hết với quý vị mình. Còn tôi thì bây giờ thưa quý vị mình á, thời gian cho 30 phút tôi cũng nói chuyện được nữa. Rồi 15 phút, 20 phút gì cũng vậy, nó tùy theo cái thời gian mà ngắn dài mà thôi. Bởi vì đó là tùy theo thuốc mà mình sắc. Hệ thuốc bắc đó có thể mình sắc thời gian nó dài 3 chén còn lại 8 phân. Nhưng mà thuốc nam đó có thể đó là mình sắc 2 chén à, nó còn lại cỡ 1 phân 2 cũng được rồi. Phải không?
nó còn lại ít chừng nào đó, cô bác chúng ta thấy đó, thuốc mà nó càng nhỏ chừng nào, nó càng sắc kẹo chừng nào là uống nó có giá trị hùng nấy. Cô bác mình thấy không, thuốc mà ta xịt đó là xịt sâu, xịt giải phân hoặc giả là cái gì đó, mà hễ loại thuốc nào cái chai nhỏ là cái tánh dược nó mạnh. Còn thuốc cũng gì nữa cô bác, thuốc cảm hay hoặc giả thuốc lát, thuốc ghẻ đồ đó, duyên nào duyên nấy tổ bố nè. Còn thuốc tim nó duyên nào duyên nấy đó cô bác mình thấy không, có nghĩ nghĩ không hả? Mà đó là cái loại đó, cái tánh dược nó rất là mạnh, để vô mà uống nước không kịp là nó tê cái đầu lưỡi, chứ không phải chuyện tầm thường á. Vậy bây giờ bữa nay đó, không có cái thời gian, con không có nói lời nói đầu nói đuôi gì hết, mà bữa nay đó con chỉ ngắt cái khúc giữa để trình bày với quý cô bác anh chị em mình thôi, và chỉ có vài lời để tán thán cô Hằng. Hôm nay cái ngày chánh dỗ kỷ niệm của ngoại tổ, bởi vì Đức Thánh đã bảo đó quý cô bác anh chị em, nước sông kia có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, nếu không cha mẹ sao nên con người. Cây có cội mới mọc mầm xanh lá, nước có nguồn mới đổ khắp gạch sông, con người có tổ có tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Vậy thì bây giờ đó, tổ tông ti diễn nhưng tế tự bất khả bất thành, mặc dù ông bà tổ tông của mình quá giảng đã từ lâu, nhưng ngài cúng kiến không thể thiếu được cái sự thành tâm. Và cái lòng cúng kiến của con cháu đó là tấm lòng hiếu kính của mình đối với ông bà tổ tiên cha mẹ. Và đây cũng là một cái tấm gương tốt để lưu truyền cho con cháu mai sau. Nếu mình hiếu thảo mẹ cha thì con hiếu lại với ta khác gì. Còn nếu mình ăn ở vô nghi, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Hay là làm con chữ hiếu lo tròn, bất nhân bất nghĩa con mình noi theo. Cuộc đời là sợi dây leo, nhân nào quả nấy chớ gieo nghiệp sầu. Cái cuộc đời là cái sợi dây leo đó, cái nhân nào là cái quả nấy, nó không có thể nào sai chạy được quý cô bác. Cho nên nếu ngày nay mình nuôi dưỡng cha mẹ, mình cúng kiến ông bà tổ tiên cha mẹ, mình phụng sự và mình tu cầu để cứu vớt cho ông bà tổ tiên cha mẹ, thì con cháu mai sau nó cũng noi theo cái gương hạnh đó. Tức là kiếp trước ông bà làm đức cả, thì ngày nay con cháu ráng lo tu. Vậy thì giờ ngày hôm nay chánh dỗ kỷ niệm đó, mình lo cho cha mẹ bằng cái phương diện thể xác, cho ông bà bằng thể xác. Đó là phương diện tiểu hiếu của con người trong cuộc đời. Lo cho cha mẹ ấm lành, ấy là tiểu hiếu lòng lành thế gian thôi. Còn tu cầu cha mẹ Tây Phan, ấy là đại hiếu ngàn vàng khó so. Vậy thì hôm nay đó quý cô bác anh chị em, ngày chánh dỗ kỷ niệm của ngoại tổ của cô Hằng được cô bác anh chị em mình đến đây, trước là để thành tâm cầu nguyện. Nhưng mà trong thời gian cô bác chúng ta chưa tới giờ cầu nguyện, anh Mười có tổ chức chương trình cho anh em tu sĩ giảng viên để nhắc nhở lại lời Châu Tiếng Ngọc của Đức Thầy, để cô bác chúng ta áp dụng trong cuộc đời hành đạo. Vừa qua đó hai vị giảng viên trước nói về cái cuộc đời đó hết rồi phải không? Đức Thầy nói chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ rồi đạo lý để lòng mới thôi. Mà hai ông này nãy giờ đó ổng khui ra hết trơn rồi. Bữa nay tôi muốn nói cũng không có xen vô được chỗ nào phải không anh Sáu? Nãy giờ là nói về cuộc đời không hả? Mà các vị thánh hiền nói đó, gần đây khắp cõi ta bà nạn tai máu lửa kỳ ba dập dồn, nó dập dồn luôn, đầy đường thay chẳng người chôn, xương chất thành núi còn máu tồn thành sông. Mà thầy nói có câu thầy nói đó, để đến lúc sơn băng kiệt thị khùng, bá thảm thương bá tánh quá chừng, dòm xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não kể sao cho xiết. Vậy thì bây giờ nhìn thấy cuộc đời này, Đức Thầy nói nhìn cuộc đời này Đức Thầy còn phải ngán á quý cô bác, còn bắt cuồng tâm não, thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu đời dùng đạo phổ thông, ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thảnh thơi. Nhìn dạng vật cuộc đời ngao ngán bởi hoàng cầu thù oán nó cứ gây. Bây giờ đàn anh thu xếp không có được mà ngày nó gây thêm không quý cô bác anh chị em. Một chiến tranh rồi hôm hở mới tính quốc tế người ta gom lại đặng người ta dẹp cái chiến tranh này, mà rốt cùng người dẹp không được. Bây giờ nó nổ ra thêm một cái chỗ chiến tranh nữa. Rồi bây giờ nó sắp sửa nó mồi nữa quý cô bác anh chị em. Mà hồi nãy quý vị có nhắc lại đó, cuộc đời nay như ngựa mà buông cương rồi, khó dừng lại. Cái này nó ngày nó tiến tới chứ không có bao giờ nó dừng lại được cho quý cô bác anh chị em. Gió cuồn lụp bụp, phải không? Vậy thì bây giờ đó, hồi nãy con nhắc đó, thiên tai nè, máu lửa nè, kỳ ba dập dồn, đầy đường thay chẳng người chôn, xương chất thành núi còn máu tồn thành sông.
đó là định lực quá công, lưới trời kẻ ác khó hồng vượt qua. Cô bác mình biết đó, cái này đâu, cái kẻ ác ở giờ này là cái giờ trả quả là phải rồi. Trong đời này ít người nhân đức, kẻ ác gian thì chật đất đầy đường, hạ nguyên hành phạt đáng thương khắp thế giới, mà Việt Nam là chót. Tới Việt Nam mình là chót đó quý cô bác. Cho nên câu chuyện bên thầy ngày xưa, thầy có nhắc nhở lại với tất cả các cái tín đồ mà lớn tuổi ngày xưa đó. Hôm rồi trên xếp bà Lý có cái cô này 82 tuổi đó, cổ về nước, cổ mới nói với tụi con. Cổ nói đó là: chú Bảy ơi, đây một thời gian định cư ở Hoa Kỳ xong đó, tụi tôi cũng phải trở về với quê hương xứ sở. Bởi vì kẻ xa hải ngoại về nhà, người trong tăng lữ cũng là ước ao. Chim bay đi đâu rồi cũng bay về tổ, mà nước đổ đi đâu cũng đổ về guồng. Mà không biết ở bển bây giờ lộn xộn sao, mà mấy ngày nay đó, ban đêm đó, mấy cô lớn tuổi đó gọi điện về con đòi hồi hương về quê mình không quý cô bác anh chị em mình. Tôi hỏi nguyên nhân như thế nào. Cái cô ở tên xếp bà Lý, cô nói với tôi, cô nói đó: Bảy Thiện ơi, ngày xưa đó cha của cô kể lại đó, chính Đức Thầy nói đó, dặn dò cùng với tất cả như anh em lớn tuổi. Hiện bây giờ đó, cái nước Mỹ là cái nước tiến bộ nhất cả thế giới, và cái nước này là cái khối tự do nhất, nó là đứng đầu đàn anh. Cái nước nó qua bên đó là cái nước giàu nhất, con người sung sướng nhất. Nhưng mà trước rách lạnh thì sao ấm áp, còn sung sướng nay là mai lại khổ đau. Công phu nhiều thì quả mới cao, lơ là quá làm sao ngộ đạo. Vậy thì bây giờ nước Mỹ đó, hiện bây giờ là cái nước văn minh tiến bộ, là cái nước giàu nhất cả thế giới, sung sướng nhất. Nhưng sau này đó, đến cái lúc cuối cùng đó, nước Mỹ là cái nước đó là nghèo và khổ nhất trên thế giới. Hỏi nguyên nhân như thế nào quý cô bác? Tại vì nó binh vực cho đàn em của nó, rồi bây giờ cái tớp kêu nó bu lại nó đánh, phải không? Nước Nga cô bác mình thấy vũ khí nó cỡ nào không quý cô bác? Mà rốt cùng rồi bây giờ đó, làm sao nó đấu lợi bấy nước mà nó tiếp cho hàng Ukraine. Rồi bây giờ đó quý cô bác anh chị em mình biết, thằng Mỹ bây giờ nó phóng vô nó tiếp cái thằng SCN, thằng Do Thái bây giờ. Rồi bây giờ bằng thằng Iran, thằng Liban, rồi hai ba thằng tăng nữa. Tại cái tên của nó, tên tiếng Anh tôi không biết, tôi chỉ biết là ba kích tăng, rồi gia ga tăng, rồi tăng hai ba thứ tăng lận. Mà tăng không, nó không chịu giả. Chiến tranh thế giới ngày nó càng lan rộng hoài cô bác anh chị em mình. Mà thầy nói mẹo đã hết rồng bay dơ dẫn, phải không? Khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, lê dân trăm họ sáo sào rã rời, phu tử rồi máu đào nhộm tuôn luôn quý cô bác anh chị em mình. Cái đó thầy nói đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, mà bây giờ nó trúng luôn cả đệ tam thế chiến luôn, phải không? Ba cái cùng một lượt một. Vậy thì bây giờ đó, vừa qua đó cô bác anh chị em mình đã nghe qua giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ. Hồi nãy đó anh Năm anh có nhắc, anh nói nếu cái người nào mà biết đó, biết đạo đức, biết nhân đạo rồi là cái người đó phải ăn chay. Bây giờ sống cảnh tương rau, ngày nay bỉ cực, ngày sau sum vầy. Ăn chay mới dự hội rồng mây, bằng ăn cá thịt là hội này ra ma. Rồi mới tới 10 phần, hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình đó quý cô bác. Câu đó là chính xác đó quý cô bác. Vậy thì bây giờ đó, thế giới nó đang chiến tranh nè, thiên tai nè, hạn hán nè, lũ lụt nè. Cô bác mình thấy ở miền Nam nước Việt mình mà nó tới đây đó là cũng như là nó tới kệ bên rồi đó. Vừa rồi cái ngày 17, ngày 18 đó, mình đây đó mình đâu có hay. Tôi đi ở bên Long Khánh đó, nói chuyện bển trên đường về quý cô bác. Anh Năm Tịnh là đại diện cho ban trị sự tại thị trấn đó, là Tịnh Biên mình. Anh mới gọi điện hỏi thăm: Bảy Thiện ơi, nghe nói để sửa sạn đi ở miền Trung đang cứu trợ ở ngoài Gia Lai Công Tâm ngoại, phải không? Tôi nói đúng, bữa 29 này sửa sạn dự định đi. Bởi vì thầy mình nói Nam Kỳ đâu phải sống riêng mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung nữa. Cho nên hàng năm đó mình ra miền Trung với miền Bắc mình cứu trợ không biết là bao nhiêu đồng bào ngoài ngoại. Mà đó là thể hiện tình người, phải không? Đó là tình của nhân loại đó quý cô bác anh chị em. Gọi là đền đáp tứ đại trọng ân đó quý cô bác. Người thương người bao nhiêu nó cũng thiếu, mà người ghét người chút xíu nó cũng dư. Tới chừng xong khi nói qua, ông nói: để làm ơn nhín lợi cho tôi đây đó là trên 200 xuất quà rồi. Tôi nói: ủa ở đâu vậy anh Năm? Ảnh nói: ở tại trên An Cư Tịnh Biên. Tôi hỏi: hôm hổm mới tháng 7 Du Lan tôi có cho chỉnh là 180 đứa em học sinh 200 phần quà cho người nghèo rồi mà. Nó: ủa bộ hổm gài bộ đệ lo đi làm phận sự đệ không hay ở trên này nó bị lốc xoáy hả? Lốc xoáy vừa rồi là 211 căn nhà ở tại An Cư ở đây.
cây bồ đề á, cây mã mà lâm dồ á, hai ba người ôm mà. Con nói thiệt quý cô bác, mấy cây lâm dồ hiện tụi con lên cái hiện trường mới ngày hôm qua đây là nhân cái ngày lễ kỷ niệm của ông Đạo Lập ở tại ngay chân chỗ Vĩnh Tế, ở ngay chân ông Thẻ số 3 nữa. Cây bồ đề này đó theo á, cái cần cẩu đó mà nó chừng 5 tấn á, nó móc nó xây á, nó nhổ lên còn khó lên cô bác. Mà không biết lóc xấy sao mà nó bứng nó thảy lên một cái nghe, đem lên gốc rễ gì nằm ngang bên một quý cô bác. Nhà cửa gì đó là nó bứng, nó còn có cái nền không chứ không còn cái gì trơn quý cô bác. Cho nên bộ hổm gài để không hay sao? Tôi nói hổm gài tôi không có coi bên YouTube không hay. Tôi chừng mở lên đó YouTube nó quay mình mới biết quý cô bác. Đó, rồi hôm qua này tôi mới lên chỗ đặng mình phát cho bà con là 215 xuất quà cho bà con ở tại an cư ở tại thị trấn Tịnh Biên. Xong rồi tôi mới lên chỗ là lễ dự cái ngày lễ kỷ niệm lần thứ 132 của ông Đạo Lập nữa. Là ở tại chùa Bồng Lai ở trên chỗ kinh Vĩnh Tế. Cô bác mình biết ngày xưa đó đức thầy đó sai ông mà đức cô quản tận thành đó cấm bốn ông thẻ mà nó nằm trong cái chữ Vĩnh không hả? Thấy không? Sau cùng cô bác mình biết còn cái sau cùng nó còn chữ Vĩnh nữa đó mà còn không biết là nó sổ ra chữ Vĩnh gì đây hả? Đầu tiên đó cô bác anh chị em mình biết là phải đầu tiên là ông thẻ số 1 là ở Vĩnh Hành phải không? Cần Đăng là Vĩnh Hành. Rồi tới chừng vô ông thẻ ở trên Cả Dầu là Vĩnh Trung. Rồi tới chừng qua ông thẻ số 3 là Vĩnh Tế. Rồi vô tới ông thẻ số 4 là trong Vĩnh Gia, Vĩnh Điệu. Còn thẻ số 5 nữa là Vĩnh Biệt cái nữa đi luôn. Rồi tới số 5 này là Vĩnh Biệt à, phải không? Bởi ngày hôm qua kia tôi thấy đó, mấy ông chư tăng mặc dù ở chùa nhưng mà cũng có ông tu thiệt tu giả quý cô bác. Ổng nói với tôi nghe câu nghe có lý lắm. Ổng nói bảy thiện ơi, mặc dù tôi là cái người xuất gia nhưng mà tôi quý trọng cái người tín đồ Phật giáo hảo tại gia cư sĩ lắm. Mặc dù họ tướng đời nhưng mà tâm đạo, họ nghe theo lời của đức thầy đó. Tu đâu phải để ngồi chơi, còn đạo đâu phải để làm nơi dưỡng nhàn đâu. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi, nhủ khuyên khắp hết tăng ni chớ nên yểm thế hay đi độ đời. Đường cơn ách nước tai trời, ngồi không tụng niệm sao rồi chữ tu. Dí dầu mất buổi công phu độ người khỏi nạn là chữ tu vuông tròn. Vậy bây giờ người tu việc đức phải trao bằng câu niệm Phật, bằng bao việc lành. Tu làm lợi ích nhân sanh chứ đâu có tu lối ngồi khoanh tay mà chờ. Cho nên cái người thiệt tu rồi là người ta đi độ đời. Còn cái người mà giả tu là nó ngồi rồi nó đợi đồ. Hay cô bác, câu này nghe có lý không? Mấy chú mấy anh mình thấy có lý phải không? Ông nói cái người thiệt tu đó là người ta vì lợi ích nhân sanh cho nên người ta đi độ đời. Còn cái người mà bo giữ của tu ích kỷ của mình là ngậu chỗ đang đợi đồ. Cái kia thì độ đời, còn này là đợi đồ. Tôi hỏi đợi đồ là gì? Là ngậu chỗ đang chờ người ta cúng dường đó ông bảy. Cho nên ông mới nói á, ở chùa thọ dụng đàn na tụng kinh niệm Phật mắc chia 3-4 phần nữa phải không? Còn mình ở tại gia cư sĩ đó mình học Phật tu nhân mình làm nhiều hưởng nhiều quý cô bác anh chị em mình. Hiệu lão sĩ ra đời rất là thực tế và đem lời vàng đang dạy dỗ dương trần. Vậy thì bây giờ đó nếu nạn tai khổ não đó thầy cũng dạy mình niệm Phật. Cuộc đời mà nó biến chuyển đó, nó gấp gút đó thầy cũng dạy mình niệm Phật. Gán trì tâm tưởng niệm canh thâu nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Bởi vì việc biến chuyển thiên cơ, thiên cơ gật gập. Khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Đó, bây giờ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đó mình còn lai rai, mình còn làm công việc này nọ. Nhưng mà tới chừng cái buổi chiều rồi đó cô bác anh chị em mình phải tìm cái nẻo thẳng đặng đi về bên kia Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật nói đó, cái người niệm Phật đó nó nhiều cái lợi ích lắm với cô bác. Cái thứ nhất, cái người niệm Phật là nó phát ra cái ánh sáng mà cái người phàm phu không thể nào thấy được. Ma tà quỷ quái đó, cái người mà niệm Phật ngồi trong nhà đó, nó phát ra cái ánh sáng xung quanh cô bác. Cho nên thầy nói Di Đà Lục Tự gắn ghi niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra. Ma tà quỷ quái mà nó gặp cái người niệm Phật rồi nó sợ lắm. Mà luôn cả thần khâm, luôn cả quỷ nhường luôn. Hỏi sao ạ? Thầy nói câu nè, ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm.
ráng tu cho quỷ khiếp mà thần khâm luôn, phải không? Cho nên ngày hôm qua tôi lên chảnh ngay trên cái hội trường của quỹ ban tại xã đó, tôi kêu bà con ta, tôi nói đó, sở dĩ đó ở nước ngoài người ta bị thiên tai là do người ta niệm Phật ít, mình ở miền Nam nước Việt mình á ít thiên tai là do mình có niệm Phật nhiều. Thầy nói từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật là quả mình biết báo, hay là tu cầu trăm họ hiền lương đồng thinh niệm Phật là tai ương chẳng còn. Ở dưới tôi thì đồng thinh niệm Phật, còn trên này bà con mình trên biên giới cho nên ít niệm Phật quá, cho nên mấy ông thần, mấy ông mới thần dông thần gió, mấy ông mới nổi giận lên mà quất mấy bà đó, nhà nào nhà nấy đi tan quan tác quát hết. Thôi bây giờ chuyến này đó mấy bà gắng cố gắng lo niệm Phật giùm cho tôi nha. Mấy bà nói chú Bảy ơi chú Bảy, Bảy mấy bà toàn là người Khmer không à, chú Bảy ơi chú Bảy, niệm Phật là ông thần dông thần gió, ông sợ ông không dám tới hả chú Bảy. Tôi nói đúng rồi, mấy thằng xã hội đen nó quậy chỗ nào có 113 lợi là nó dẹp hết. Không mà nói gì phải không cô bác, chỗ nào mà có 113 nó quậy nó lợi đó rồi là mấy cái thằng mà trộm cướp, mấy cái thằng mà hút sách, mấy cái thằng xì ke ma tí là nó dọt hết trơn à. Cho nên thầy nói các chư Phật không khi nào rảnh tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh, các chư thần từng giảng năm canh về thượng giới Tâu Hoa Ngọc Đế, sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ôi. Hội công đồng xem xét hẳn hồi mới sai chư tướng xuống răng trần thế. Rồi thầy mới thúc là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Vậy thì bây giờ Đức Phật dạy đó, cái người niệm Phật nó phát ra cái ánh sáng cô bác. Cái thứ hai, cô bác mình nhớ mấy cái này giùm con nha. Cái thứ hai, người niệm Phật tại nhà có thân nhân đi ngoài đường vượt qua tai nạn. Cũng như bây giờ mình ở nhà đó, mình nghe nói có tai nạn gì đó là ở nhà mình gắng mình niệm Phật mình cầu nguyện. Chuyến rồi đó xe nó bị lật ở đâu đó, chuyến rồi nó bị tai nạn ở đâu, nó bị bão lụt ở đâu đó, mình cầu nguyện cho con mình nó được tai qua nạn khỏi, đó là hưởng cái phước của cô bác. Người niệm Phật tại nhà, người thân đi xa sẽ được vượt qua tai nạn. Cái thứ ba, người niệm Phật sống còn, người chết sẽ được siêu sanh. Ví dụ như mình là cái người sống còn mà mình hàng ngày mình lo mình niệm Phật đó, là cái người quá cố, thân nhân của mình sẽ được siêu sanh quý cô bác anh chị em. Niệm Phật đi cho đời bớt khổ, không tốn tiền mà có lỗ chi đâu. Khuyên người niệm Phật bền lâu, được hưởng hạnh phúc nhờ câu Di Đà. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn thì lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, nhưng mà lòng khỏi não phiền ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, chẳng lo mật niệm sao tìm không ra. Chí tâm niệm chữ Di Đà, lâm chung Phật ước về nhà Tây Phương. Phải không? Vậy bây giờ cái người sống còn nè, cái người mà mình còn sống mình niệm Phật, thân nhân ông bà tổ tiên cha mẹ mình sẽ được siêu sanh. Cái thứ tư, người niệm Phật là người lớn tuổi, cha mẹ con cháu sẽ được hưởng cái hạnh phúc mà làm ăn buôn bán mạnh giỏi dài lâu. Cái này mới là cái đặc biệt đó quý cô bác, được cái duyên sâu cùng với Phật nữa. Mà điều này thầy nói nè, hàng phụ nữ gương xưa nói chí, những mẹ hiền dâu thảo roi truyền, niệm Phật mà gây lấy thiện duyên cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo phải tỉnh cơn ác mộng và thoát mê đồ thường phóng quang minh. Vậy bây giờ cô bác chúng ta thấy đó, cái chương trình niệm Phật đó nó lợi lạc không biết là bao nhiêu ở trong đó. Nó mang lại lợi lợi ích cho cái người sống còn, mà cái người đã quá cố ra đi nữa quý cô bác anh chị em. Rồi mình niệm Phật đó mình độ cho những cái người xung quanh nữa, mình niệm Phật cho trong gia đình mình yên ấm nữa. Thầy nói đó, biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự nhà nhà bình an. Vậy thì giờ đây thưa quý cô bác anh chị em, nãy giờ đó tôi nghe hai đồng đạo giảng viên nói nhắc về cái cuộc đời là thiên cơ rồi, nhưng mà thầy nói đó, chuyện thiên cơ nói rất não nồng, nghe nói rồi cái người nào nói về sủ gấu mép chứ, còn mấy bà xẹp lỗ mũi chứ. Trời ơi, tôi nghe ông Mười Nghĩa với ông Năm Tiếp nói đời gần tới rồi ba ơi.
tôi không ấy tính sao chứ bây giờ mình mới tu. Mà tôi nói thiệt quý cô bác anh chị em mình nha, cái người mà người ta tu lâu đó, người ta trông cho cuộc đời nó mau tới chút xíu. Tức là mấy người mà người ta xạ lúa đó, mà xạ lúa được 2 tháng, 2 tháng rưỡi rồi đó, người ta trông cho mau tới cái ngày dữ lắm luôn, phải không? Còn mấy người mới xạ đó không có trông, dòng xạ rồi chưa tới mà. Không có trông. Còn mấy người tu lâu năm đó, tao nói ước dữ lắm, ước luôn. Thấy trần thế ai ai cũng ước đời sao không tới phước cho rồi đó, phải không? Người ta làm cực khổ, người ta đổ công vô đó rồi người ta trông tới cái ngày mà người ta kết quả dữ lắm quý cô bác anh chị em, trông dữ lắm, trông luôn đó. Nhưng mà thầy nói đó, câu quý cô bác, thầy nói đó, chuyện thiên cơ là nói rất não nồng, buồn nói ra cái đó cái khổ lắm quý cô bác. Nhưng mà nếu mà nhắc ra thì dạ ngọc đớn đau, còn không nhắc đến biết đâu dân sửa. Nhờ có như vậy đó mình mới nung đúc tinh thần, chứ nếu không có nói cuộc đời của mấy anh mày mà nói mình thiên cơ cuộc đời đó, mình tu yếu xịu à. Bởi tôi mới nhắc câu chuyện hôm đó vừa thiệt mà vừa chơi đó cô bác. Ông Út á, ở trên chợ mới ông đi với tôi ra cái tiệm đồ chai Dung Hòa quý cô bác, đặng mà mua đồ chai. Rồi ông mới hỏi cỡ này bán đồ đắt không, mà mấy tháng trước nó ế lắm, bị chưa có chiến tranh xảy ra ế lắm, đồ chai ta nó bán không có được. Tới chừng ra ngoài cái Dung Hòa thang mới nói đồ chai hổm gài bán không có được, chú Bảy với anh Út ôi. Ông nói giờ ông có nhân viên hổm gài đó là bán buôn không được đâu, ông cho theo tôi đêm nay lấy vài cây đòn lên chợ đó, ông nại cái mỏ ông két qua chừng tắt một thôi, cho nó xê về núi cấm chừng tắt thôi, qua bữa sau tao nói ông bán đồ đó mà không mà vô quá đừng kể tôi đó. Mà ông nói câu đó vừa thiệt mà vừa chơi luôn quý cô bác, mà vừa nói chơi mà vừa đó là cái chương trình nung đúc luôn. Phải không? Nói vậy chứ mình đang tu tu đây, mặc dù mình nói mình tu tu theo là tứ ân, mình tu theo tứ đại trọng ân, rồi mình tu theo chương trình bát chánh đạo, tu theo niệm Phật. Nhưng mà nó có thiên cơ chút xíu rồi mình niệm Phật nó ngon hơn chút, phải không? Nghe nói bên kia mà nó đánh mà giữ cái bên đây mình ngồi niệm Phật cả tiếng đồng hồ, chứ hồi đó ngồi 15 phút hồ là bỏ đi rồi. Nó cũng nung đúc tinh thần cho mình lắm với cô bác anh chị em mình. Phải không? Cho nên thầy nói bài ra thiên lý thì sao? Héo giòn mà giấu trong tim ốc thì lòng son chẳng đành. Giấu thì không đành mà bài ra thì sợ nó khổ. Vậy thôi bây giờ thưa quý cô bác, trong cái buổi cùng cuối của Hạ Nguyên mạt pháp cuối cùng này, con người đó rốt cùng không có mang theo được cái gì cô bác anh chị em mình, gắng cố gắng nó chỉ mang theo có cái tội với cái phước không ngang, không mang được thứ gì. Chào đời ta chẳng có gì, đến khi nhắm mắt thì có gì của ta, phải không? Ngoài bộ áo liệm dính da. Bây giờ hồi lúc mình ra đời là không có thứ gì, mà tới chừng mình chết đã có được cái áo đặng đưa vô liệm là dữ rồi. Ngoài bộ áo liệm dính da, cùng tội với phước theo ta, theo ta không rời. Vậy khi còn sống ở đời, gán lo làm phước cho lời thêm vô. Nhà hàng, biệt thự, ô tô đâu nào có thể đưa vô quan tài. Cái quan tài có một chút téo rồi làm sao đưa mấy cái thứ đó vô. Đọc lại nghe cô bác, khúc này hấp dẫn quá. Vậy khi còn sống ở đời, hãy ráng làm phước cho lời thêm vô. Nhà hàng, biệt thự, ô tô đâu nào có thể đưa vô quan tài. Tất cả để lại đời xài, quan tài chỉ liệm thi hài của ta. Phải không? Quan tài nó đâu có niệm ba cái, liệm ba cái nồi chảo thao đồ này kia vô trống câu sao được. Quan tài chỉ liệm thi hài của ta, chỉ những thứ đã cho ra. Đó, bây giờ đó, cái còn lại là những cái thứ hồi đó mình còn sống mình cho ra đó quý cô bác. Và những thứ cho người ta theo cùng.
phước là tài sản, tài sản vô hình. Cái phước là cái tài sản vô hình của mình đó quý cô bác anh chị em mình. Nên gán siêng giữ năng gìn bạn ơi, cuộc đời là chiếc lá rơi, nay còn mai rụng, khó hồng để im. Vậy thì bây giờ đó, nay còn rồi cái mai nó rụng hà, đâu phải là nó còn hoài đâu quý cô bác, phải không? Vậy thì bây giờ nay nó còn rồi mai rồi nó mất đó. Vậy thì bây giờ cuộc đời như chiếc lá rơi, nay còn mai rụng, cuộc đời đổi thay. Vậy thì bây giờ đó, trong cuộc đời này đó, mình đó, tới cái lúc chết mình không mang theo được gì trơn quý cô bác. Đến khi gặp số vô thường đó, phước là người bạn dẫn đường Tây Phương, còn như thiếu phước Trần Dương thì là xuống gặp Diêm Vương bạn à. Không mà phải không? Bây giờ đó mình làm phước thì mình đi lên nè, mà mình làm tội đi xuống nè. Bằng mà thiếu phước Trần Dương thì là xuống gặp Diêm Vương bạn à. Âm ti khổ não hằng hà, khỏi nói bạn cũng biết mà phải không? Mau mau bố đức lập công, mau mau mình làm phước nha, mình lập công nha. Ăn chay niệm Phật mới thoát dòng khổ đau, lui chân ra khỏi cho mau. Thầy kêu mình đó, tầm trong lánh đục thì tẩu đầu mới ngoan. Vậy thì bây giờ ở đây đó, cuộc đời mình không mang được bất cứ một thứ gì hết trơn quý cô bác, chỉ có mấy thứ đó là còn thôi, chỉ có cái tội với cái phước thôi. Và hàng ngày cô bác chúng ta gắng cố gắng đó. Bây giờ tôi chỉ nói với cô bác anh chị em mình một cái ý sau cùng này thôi. Tôi kể lại chút xíu này, tôi kể cái ý sau cùng cái nữa mình kết thúc được rồi nghe, không có nói nhiều. Bữa nay đó tôi nói là 35 phút à. Đầu tiên ông Mười Nghĩa ông nói 45. Kế đó đó ông Năm Tiếp ông nói 40, còn tôi 35 à. 35 phút được rồi. Cô bác mình nhớ không? Năm Canh Thìn đó, năm 1940. Ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn. Sau khi biết được đó, người Pháp nó sửa soạn, nó dời ngày đi khỏi tổ đình Phật giáo Hòa Hảo. Đức Thầy viết lên cái bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Vì ngài tiên tri sau một thời gian, thế nào người Pháp nó cũng đưa ngài đi chỗ này chỗ kia quý cô bác anh chị em mình. Cho nên lúc đó đó Đức Thầy ngài mới tiên tri và viết lên cái bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Giả từ bổn đạo khắp cùng đó, thầy lìa khỏi xác rồi thiên cung phản hồi luôn. Sau khi bắt đầu người Pháp nó biết nếu để ngài ở tổ định thời gian là người ta tu hết trơn cái làng Hòa Hảo. Lúc đó nó mới đem dời ngài đi chỗ khác với cô bác. Mà dời chỗ khác là chỗ nào? Thầy nói thân khùng giận bỉ chớ chiêu, phiêu lưu trôi giả, mà danh yêu khắp cùng. Phải không? Hãy đi tới đâu rồi càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông, chứ nó không có dập tắt được cái tấm lòng từ bi này. Đạo của thầy ra đời đó y gan cũng như là giao chai ở mùa khô vậy đó. Hễ mần nó thảy nó lên cây gì chứ, tới chừng có mưa xuống cây một nhánh nó mọc ra hai cái chèo, một nhánh nó mọc ra hai cái chèo. Người hiền như thể cỏ lan vậy đó quý cô bác, người hung mới chết rất chật đàn thảm thai phải không? Lúc đó nó đưa ngài đi, cô bác mình biết đưa đi đâu không? Đưa qua Sa Đéc. Sau khi đó ngày gầm tháng 4 đó là tại Sa Đéc, Đức Thầy mới viết lên cái bài Sa Đéc trước mặt thằng Tây tên là Barin. Ở trong đó có một số đồng đạo coi đó, sau khi dời ngài đi khỏi quê hương xứ sở đó, ngài có đầy đủ tinh thần chăng? Nhưng mà ngài nói dầu gian lao giả sắc chẳng sờn, miễn bá tánh thông đường giải thoát, cơn giông tố mịt mờ bụi cát, chẳng nao lòng của đấng từ bi. Vì thiên đình chưa mở hội thi nên lão phải phiêu lưu độ chung. Cho nên đối với Đức Thầy đó, thầy nói đó, chốn liên đài bát ngát mùi hương, nhờ chỗ ấy đó, nhờ cái chỗ đó đó, nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Dạy con cả nào đâu than cực. Thầy dạy cho mình đây là con cả nè, sau này đó làm thầy trên thế giới. Hồi nãy tôi nhắc mà tôi quên chút chứ. Nó ở bên Mỹ đó, sau này cái nước nó giàu nhất, mà sau này nó chịu nghèo và khổ nhất.
Còn ở Việt Nam mình hiện giờ là cái nước nghèo, nhưng mà nhờ con cái đó là tu tâm tích đức, cho nên sau này phương Nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung dành cho kẻ lòng trung chánh trực. Rồi ông ba ông nói nước Nam như thể cái lầu ngày sau các nước đâu đâu. Coi nhỏ nhỏ gì đó chứ sau này là các nước đâu đâu nó phục tùng nữa nha. Mà có đoạn thầy nó mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển, liên dây hòa hảo, sau này là về với hòa hảo hết đó. Hay là thầy nói đó, ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiếng hé miệng cười. Vậy thì bây giờ đó, nước Nam mình đó quý cô bác anh chị em nè, sau này thầy nói nước Nam là giống hồng hồng bàn, chẳng còn hung bạo lăng lòn như nay. Nhìn khắp chốn gồng mây chơi giỡn, lúc đó dân hai lòng là hết bẩn khùng điên rồi. Thiên cơ biến ảo diệu quyền, hiệp trung tam cõi với miền trần ai. Vậy thì bây giờ đó, sau này cái ngày mà thầy mình trở lại rồi khùng mới nói chơi, chư bang nó mới hàng phục. Chứ bây giờ đó chưa có phục đâu. Cô bác mình thấy thằng Mỹ là đứng đầu trên thế giới, mà bây giờ đó thằng Kim Jong Un cái nước nó nghèo muốn chết đó, mà nói nó có phục không cô bác? Không, nó không có phục. Mà tới chừng sau này, tới ngày thầy về rồi thâu cho được con lông ác nghiệt thì khắp nơi mới biết, mới biết mở nhiều chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tác, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc đó. Vậy thì bây giờ đó, sau này nó nước Nam mình đó tái trở lại là dạy con cả nào đâu than cực với cô bác. Sau này mình làm đàn anh của thế giới nha. Bây giờ đó thầy nói ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xạ hương khắp chốn, cho nên thầy kêu mình sớm lo sắp đặt luyện tài đi, Phật trời phân định rồi mặt mày mới sinh ha. Bây giờ mình gán, mình lo, mình công phu, mình niệm Phật đi, mình tập tu đi cho ngon lành đi. Rồi sau này đó, tới chừng cái cơn bát loạn nó chạy lên, nó nói ông Bảy Thiện ơi dạy tôi niệm Phật, ông Sáu ơi dạy tôi niệm Phật, cô ba ơi dạy tôi niệm Phật. Lúc đó đó mình nói gì nó nghe nấy, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Lúc đó mình kêu là nó ngồi nó niệm Phật khiếp ve chứ. Chứ giờ này đó nói nó chưa tin đâu quý cô bác. Thầy nói nữa sao đến việc biết đời, chứ bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin. Phải không? Không thấy nó đâu có tin đâu. Chắc ăn là như vậy. Vậy thì bây giờ đó thưa quý cô bác, sau khi đó là tới Sa Đéc, Đức Thầy viết lên cái bài đó xong rồi, chỉ có 3 ngày sau thôi. 3 ngày sau thôi là ở Sa Đéc người ta phát tâm, ta quy y quá nhiều, nó đã chết rồi. Nếu đem qua Sa Đéc đây người ta tu nhiều nữa là không được, dời đi nữa. Chỉ có 3 ngày sau, tức là kể từ 18 tháng 4, canh thìn lưu chữ thiện tự, tới đây cho làng nhân nghĩa biết thầy, là lúc đó nó đem ngày qua Cần Thơ. Mà đem ngày qua ngay chân chú Cần Thơ, ngay chân Giàm Xà No Xu Đũa đó, lúc đó đó thầy khen cái chỗ đó, cái nữa nó rung mình mấy nữa rồi. Cô bác mình biết thầy khen sao không quý cô bác? Vui mừng gì nè anh Sáu? Chính xác luôn. Tưởng đâu gì đưa qua ngay chân chỗ cái người hiền này là kể như dính nửa lỗi. Người hiền như thể cỏ lan, người hung chết đất chật đàn thảm thai mà. Cả kêu kìa hỡi là ai quan trường rời dứt mặt mày chùi lao phải không? Cho nên nó mới có 3 ngày qua Sa Đéc rồi là nó vội vã nó đưa ngài đi nữa quý cô bác. Xe rồ săn dục chạy bãi bương liền quý cô bác anh chị em mình. Tới chừng nó đưa qua tới bên đây rồi, bắt đầu là mới có 3 ngày sau rồi nó đưa qua tới ngay chân chỗ làng Xu Đũa Xà No. Lúc đó rồi nó tới lui bùa chú bộn bề, ta nói nghe ta lợi ta quy y không biết là bao nhiêu. Xuồng ghe lúc đó là tấp nập, gạch kêu, trục kêu là gạch xà, Xà No dàm kinh ông bổn eo co khúc đường. Ngài thầy lìa cách quê hương về đây nương ngủ bởi thương, bởi thương dân lành. Tới lúc đó rồi đó thầy chưa có viết sấm giảng giáo lý thi văn, mà lúc đó thầy qua là vừa hút thuốc vừa độ bệnh, vừa cho người ta phát tâm quy y tam bảo. Quy y thời gian sau tới ngày 29 tháng 4 đó, ngài mới bắt đầu viết cái bài đó là Đến Làng Nhân Nghĩa Cần Thơ. Đến Làng Nhân Nghĩa Cần Thơ chưa tròn 2 tháng quý cô bác. Vào tháng 6 năm canh thìn, lúc đó người Pháp nó thấy á, nếu để đây thời gian nữa là nó tu hết trơn cái tỉnh Cần Thơ. Thấy vậy nó dời đi nữa. Mà nó dời kỳ này đó, nó gắn cho thầy cái chứng bệnh. Cô bác mình biết bệnh gì không? Chính xác. Kỳ này hồi đó thầy ra đời thầy mới có xưng hiệu khùng à, kỳ này nó gắn thêm cái bệnh điên nữa.
Cho nên sau này thầy mới ra đời xưng hiệu khùng người tới điên đó. Phải không? Khùng đạo đức, khùng câu tuyệt diệu, khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo Thích Ca. Mà thầy nói ta mắt lánh tà tay đa sự, làm điên khùng cũng tự lẽ đi đó. Thầy làm điên làm khùng là cũng tại cái lẽ mà lánh cái người Pháp đó quý cô bác. Lánh cái tiếng của người Pháp đó, ý xưng khùng xưng điên mà nó còn vậy, xưng khôn cái nữa chắc chết 80 đời dương rồi. Phải không? Thưa quý vị, vậy thì bây giờ sau khi qua tới đó rồi đó quý cô bác, chỉ có thời gian có hơn hai, chưa đầy 2 tháng, mà lúc đó đó người ta lợi phát tâm quy y quá nhiều. Người Pháp nó sửa sạn, nó gắn thêm cho thầy cái bệnh điên, đặng nó đưa đi nhà thương chợ quán đang trị bệnh. Và nó đánh vào cái lòng người dân, ông này là ông bị bệnh thần kinh, cho người ta đừng có phát tâm quy y ông, quý cô bác anh chị em mình, phải không? Nhưng mà không có quý cô bác, cái điều này nó đã tính sai rồi. Tính sai rồi, cho nên thầy mới nói câu là trễ chơn thầy mắt đi xa. Nếu ai có lợi đây trễ, hỏi thăm hương bộ vậy mà cách tu. Chăng còn khi tỏ khi lưu, cho nên phận lão diễn du đổi dời. Càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Càng đi chừng nào là ta càng tu nhiều hung chừng đấy. Ông càng đem đi chừng nào càng tu nhiều hung chừng đấy. Cũng như lúa mùa ngày xưa vậy đó, dòng cái thứ đi vô đạp nó dập dập, chừng nào nó nở nhiều hung nấy, chứ không có gì trơn. Thưa quý vị, sau khi bắt đầu á, nó gắn vô cho cái ngài cái bệnh mà nan y rồi, nó cái bệnh mà bệnh điên rồi đó quý cô bác. Lúc đó đó ngài gầm tháng 6 năm Canh Thìn, Đức Thầy ngài mới viết cái bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa. Sau khi Từ Giả Làng Nhân Nghĩa rồi, Đức Thầy tới nhà thương chợ quán. Tới nhà thương chợ quán đó, lúc đó Đức Thầy mới viết cái bài Nghĩ Những Ngày Qua. Rồi Đức Thầy viết cái bài Tạm Ngưng Lý Thuyết. Rồi Đức Thầy mới viết cái bài Không Buồn Ngủ. Tức là tới đó rồi đó, Đức Thầy đau lòng xót dạ vì xa cách tín đồ. Ngài ngủ có được, ngài mới viết lên cái bài Không Buồn Ngủ. Và ngài cũng dặn dò trong đó có 2 câu. Hôm nay tôi lấy 2 câu đó để gửi cô bác anh chị em mình nha. Đó, bây giờ lúc đó đó, thầy tới đó không buồn ngủ, thầy đó dặn mình cái gì đây? Lòng sắt son dám sánh nổi ngàn vàng, khó mua chuộc những người đầy liêm sĩ. Đường xa mới rõ biết tài ngựa ký, lúc nguy nan mới tường tận kẻ vô lương. Vậy bữa nay tôi trình bày cùng cô bác anh chị em mình về cái ý của con ngựa ký chút xíu thôi. Bây giờ đó, con ngựa ký đó là hiện bây giờ đại diện là có 3 con. Một là con nói về phần đời là có con Thoại Long Cu của con mà của ông mà Tiết Quý ngày xưa nghe. Cái thứ hai là con Bạch Mã của Quyền Trang à. Đi suốt 17 năm 128 nước, đi qua 81 nạn mà con Bạch Mã vẫn mang kinh lực lượng về Lãng Hoàng, gọi là Thiên Lý Mã. Đó là con Bạch Mã của ông Quyền Trang Tam Tạng ngày xưa. Thứ ba cô bác mình nhớ còn con gì là ngon lành nữa không? Con gì? Con Kiền Trác. Con Kiền Trác ngày xưa đó, nó đưa Đức Phật đi đó là tới dòng Aroma quý cô bác. Lúc đó đó mới khuyên với con Kiền Trác, ngươi hãy trở lại quê nhà. Hôm nay tại sông xanh biết Aroma, ta nguyện xuống dốc các sức gia tầm đảo cả. Đó, vậy thì bây giờ đó là 3 con đại diện. Bây giờ ngựa ký là con ngựa giỏi. Con ngựa giỏi đó nó nhiều cái đặc điểm lắm. Bữa nay tôi trình bày đó là mấy cái đặc điểm nho nhỏ chính xác cho cô bác anh chị em mình làm theo thôi. Bây giờ thầy nói đường xa mới rõ tại con ngựa ký. Con ngựa ký cái thứ nhất, cái đặc điểm của nó là đứng mãi không nằm và suốt đời chỉ có ăn cỏ. Con ngựa là hồi nào giờ nó chỉ có ăn cỏ, phải không? Và nó đứng mãi không nằm. Con ngựa hồi nào tới giờ đó, tới nó ngủ giờ nó cũng đứng luôn quý cô bác. Trừ ra nó bệnh nó mới nằm thôi. Cho nên hồi ngày xưa hễ ai đó mà người ta ngủ không được, ai người ta muốn cho đừng ngủ được đó quý cô bác, người ta lấy nước mắt, xin nước mắt của con ngựa. Hồi đó đó con nghe đó, ba con với mấy ông bà già xưa nói đó, mấy người mà lấy nước mắt ngựa mà than cái gọi là suốt cuộc đời là khó mà ngủ. Con ngựa cái thứ nhất đứng mãi không nằm và suốt đời chỉ có ăn cỏ. Cái người tu đó suốt đời
không bao giờ thối chuyện. Mà hễ mà tu đó, mà tu tiếng ta kêu bằng gì quý cô bác, ta sanh với con gì? Mã đáo thành công, phải không anh Sáu? Thường mà ta thành công là người ta vô với con ngựa, gọi là mã đáo thành công. Mà tu mà xịu sọ đó, tu đi lùi không, ta kêu bằng con gì? Con gì? Chính xác luôn. Việc tu bá tánh bắn lùi như như tôm. Mà tu mà còn nhăn nhăn cái mặt hoài, tu mà còn giận người ta hoài, người ta kêu bằng con gì? Thầy nói đó ha, tỷ như con cọp dữ trên trên rừng gặp thịt toan cấu xé từng bừng thân từng mảnh mới là thỏ dạ. Còn tu mà còn đeo danh lợi đó, để chết như phù du đó, người ta kêu bằng con gì? Tu đeo danh lợi người ta kêu bằng cái con giả, giả gì đó anh á? Anh Sáu, giả gì? Giả tràng phải không? Giả tràng. Xe cát biển đông nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, phải không? Vậy thì bây giờ thưa quý cô bác anh chị em mình, tất cả các con đó đều có đức thầy ngài tỷ dụ quá trong này hết. Vậy con ngựa đó, nó mà con ngựa ký đó, cái đặc điểm nó thứ nhất đứng mãi không nằm, cái người tu là tiến mãi không lùi. Thầy nó chánh tinh tấn, dù thành hay bại cũng một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá rối đức tin ta cũng cứ một đường mà đi tới đó quý cô bác. Bởi vì cô bác mình biết. Thế con nói cái câu chuyện này vừa nhỏ nhỏ cô bác mình nghe. Hồi đó ông bác Hai Quấn á, ổng ở trên Thốt Nốt á quý cô bác, ổng chuyên tu về pháp môn niệm Phật tịnh độ không à. Ổng tối ngày hễ đụng tới cái ông Nam Mô Di Đà Phật, hễ đụng tới ông Nam Mô Di Đà Phật, tối ngày ổng lộ ông niệm Phật không à. Bữa nọ ông đau ông ốm bệnh hoạn nhiều quá, cái anh em ta lại người ta khuyên, người ta nói á, bác Hai ơi, ông bệnh bệnh cho ông niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, mà thầy nói đó cũng phải thuốc thang đang khẩn giới Phật trời, ông phải đi tới bệnh viện. Ông nói không, nói bây giờ á ông không đi thì cũng bắt chở ông đi nữa. Để chừng bác chở ông lại bệnh viện cô bác. Ông bác sĩ ông lại ông hỏi thăm là ông khám bệnh. Là ông hỏi ông bác ơi, ông bác bị bệnh gì vậy ông bác? Ông nói Nam Mô Di Đà Phật. Trời ơi, bệnh gì bệnh Nam Mô Di Đà Phật. Cái nói ông bác ơi, ông bác ăn cơm được không ông bác? Ông nói Nam Mô Di Đà Phật. Hỏi ông bác ngủ được không? Cũng Nam Mô Di Đà Phật. Mà hỏi cái gì ông cũng Nam Mô Di Đà Phật không? Ông bác sĩ ông nói nè, tôi nói cho ông bác biết, ở nhà thì ông bác cầu Phật cứu, nhưng mà lại tới bệnh viện này rồi đó là bác sĩ cứu ông, chứ không có ông Phật nào cứu chân. Bây giờ tôi hỏi cái gì ông phải nói theo tôi và ông làm theo tôi thì ông mới hết bệnh. Ông đã tới bệnh viện này mà ông có kêu Phật cứu hoài, bây giờ ông có còn niệm Phật nữa không? Cái ông nói Nam Mô Di Đà Phật. Cái này là chánh tinh tấn thiệt nè quý cô bác. Dù thành hay bại gì cũng vậy hết trơn á, ông niệm Phật hoài. Cái bắt đầu lúc đó ông bác sĩ ông quạo quá quạo hoài, ông giận ơi. Ông quay qua ông nói người nhà là ai? Nói không, ông bác Hai này ông lớn tuổi rồi, thành ra có đồng đạo tôi ở đây chứ không có ai thân nhân chứ. Nó không ai thân nhân rồi bây giờ biết khuyên sao, biết nói sao với ổng đây? Nói bây giờ đó là coi bác sĩ tính có phương pháp nào cho ổng không. Nói bây giờ đó tôi hỏi ông cái bệnh đang tôi biết tôi trị bệnh cho ông. Ông bị bệnh gì? Cái ông nói Nam Mô Di Đà Phật. Ông bác sĩ ông nói ông mà niệm Phật cái nữa tôi đuổi ông ra khỏi bệnh viện này luôn đó. Ông nói Nam Mô Di Đà Phật. Ông bác sĩ ông nói thôi bây giờ đó là bà mà đồng đạo làm ơn chở ông về giùm cho tôi đi. Đồng đạo người ta mới xúm lại quý cô bác anh chị em, người ta nói như thế này nè. Nói ông bác sĩ ông cũng hoan hỷ thông cảm, tại vì ông bệnh hổm gài cũng lâu rồi, thành ra ông bị ảnh hưởng tới thần kinh. Ông bác sĩ ông nói thần kinh gì ông niệm Phật không hả? Thần kinh gì đâu kỳ cục hả? Cái mới vừa đồng đạo năn nỉ vuốt ve, ông bác sĩ đã đời cái ông quay qua ông nói tôi hỏi lần này là lần sau cùng, tôi hỏi ông đó là ông bị làm sao trong mình? Ông nói Nam Mô Di Đà Phật. Trời ơi, cái này là cứu lì luôn rồi. Cô bác anh chị em mình ông mới nói Nam Mô Di Đà Phật, cái ông bác sĩ ông nói đó là bắt đầu là Thôi đem ông về đi, tôi không còn cách nào hết trơn á. Ông quay qua ông nói với đồng đạo, ông nói Nam Mô Di Đà Phật đem về. Lúc đó đồng đạo chở ông về với cô bác. Tới chừng chở ông về cái nói bây giờ ông lo ông niệm Phật mà ông chắc ăn là ông giảng sanh không ông bác Hai? Ông bác Hai quấn ông nói gì với cô bác?
tôi đã niệm Phật quyết một lòng rồi. Thầy nói đó, môn Tịnh Độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Chữ cứu cánh là cứu rốt ráo. Dầu tiên, thà ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nó an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dưới cuộc luân hồi. Tôi biết chỉ một kiếp này là tôi giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc. Chi cho bằng ta sớm lo toan gìn với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến là e cho khó tranh. Vậy bây giờ tôi quyết một lòng chuyến này là tôi niệm Phật. Nó ông niệm Phật vậy nhưng mà ông á, cái hiện chứng giảng sanh của ông sao? Ông que qua ông nói tôi tu lâu năm rồi, tôi đồng đạo nhiều, cho nên trước khi tôi chết đó tôi chào đồng đạo cái tôi mới đi. Ông công bố mạnh, ông nói trước khi ông chết là ông chào đồng đạo cái mới đi, đó là hiện chứng giảng sanh. Qua thời gian ông nằm cái lúc đó cô bác mình biết làm sao không? Ông bị tai biến đó, nó liệt hên tai dương chân. Rồi bây giờ làm sao chào đây? Cái này đó mới cái ngạc đâu quý cô bác anh chị em. Qua thời gian ông nằm rồi ông bị đó là tai biến đó, nó liệt tai chân gì nào quý cô bác. Lúc đó người ta lợi người ta thăm ông á, hỏi ông hai bác hai cỡ này ông còn niệm Phật không? Ông Nam Mô Di Đà Phật. Nói rồi bây giờ đó ông nói tâm nguyện của ông trước khi đó chết, ông chào đồng đạo cái ông mới giảng sanh. Vậy thì bây giờ tai chân của ông bị tai biến rồi, ông liệt rồi làm sao chào đây? Ông nói Nam Mô Di Đà Phật. Vậy đó quý cô bác, mà bền lòng niệm Phật quý cô bác. Thầy nói đó quý cô bác, xưa nay sáu chữ lạnh tanh chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Gạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Ai mà niệm Phật không rời thì là được Phật mời về Tây Phương. Ai mà niệm Phật lương ương thì là cũng được Diêm Vương ổng mời. Lố hả? Ai ơi sao mà mau thời gian dữ hả? Thôi giờ kể ông hai cái nữa cái mình nghĩ ha. Dạ dạ, xin chút xíu nữa, xin chút xíu nữa. Cái lúc đó anh em ta lợi ta nói ông hai ơi, bây giờ ông liệt tay chân chơi rồi làm sao ông chào được. Vậy đó mới tới chừng gần chết đó quý cô bác, lấy cái mền đắp cho ông. Anh em ta lợi đó thấy giờ mỏng mà xuống nước mắt, thấy ông có thân nhân mà đồng đạo tới niệm Phật cho ông cũng niệm Phật. Lúc đó anh em ta nói rồi, chuyến này ông hai không làm tròn tâm nguyện mà ông làm gì là thất lễ, thất vọng với anh em đồng đạo à. Ông nói bây giờ trước khi ông chết ông chào một cái rồi ông mới đi, mà bây giờ hai tay chân ông liệt chân rồi sao ông chào. Vậy đó mà tới chừng sắp sửa ông nhắm mắt ra đi với cô bác, anh em đang hộ niệm, cái mền đang đắp mà cái tay ông tự nhiên nó đổi lên là quý cô bác. Người nào vừa nãy giờ niệm Phật muốn bỏ chạy chân rồi, trời ơi ông này ông hai này ông hồi dương hay sao kỳ rồi. Cái tay ông đổi lên gì quý cô bác, mắt ổng sáng gỡ niệm Nam Mô Di Đà Phật, lấy cái tay đưa lên gì rồi mới chết được quý cô bác. Đặc biệt thấy chưa, do cái tâm nguyện của mình mà cái lúc đó đó đã liệt tay chân hết trơn đó. Cái đó phải nói là một sự màu nhiệm vô cùng. Là hồi ngày xưa bác Hai Quấn ở trong đó có anh Tư Đậm nè, anh Sáu Hảo, chú Sáu Bền, đồ anh em đồ là chứng kiến đó. Đang liệt nằm như vậy mà lấy cái tay đưa cái mền lên rồi là đưa chạo gì rồi mới ra đi nè quý cô bác. Cái người này là được chọn rồi đó, được Phật rước rồi đó quý cô bác anh chị em mình. Chắc ăn 100% đó. Cho nên thầy mới nói là liên qua đua nở nụ cười, rước đôi lương đóng chạo. Chạo người dân tu. Ông này đó là được mà chạo đồng đạo mà tròn tâm nguyện gì ông ra đi là chắc ăn một cái rét là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, là thưởng công niệm Phật rất yên lành liền. Tây Phương tuy ở rất xa, ai siêng niệm Phật thì quá ra rất gần. Rồi 50 phút rồi hả? Tôi xin có 35 phút mà ăn gian quá. Thưa quý vị, trong buổi gặp gỡ chuyện trò tâm sự hôm nay, nếu có chút chi công đức xin thành lòng để hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh cùng với củ quyền thất tổ chung của cô bác chúng ta và ngoại tổ của chủ gia trong ngày chánh dỗ kỷ niệm, được nhẹ lánh đường duyên, được dơ đi nghiệp lực, được giảng sanh về Tây Phương cảnh giới an lành của Đức Phật. Và xin kính nguyện cầu với toàn thể cô bác anh chị em chúng ta và năm châu thế giới được cuộc sống an bình và hạnh phúc,
và tu hành đắc đạo đến ngày thầy trở gót, tức là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng ba về cực lạc một đàn.